Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Trịnh Văn Mobile nha. Bên mình là chuyên mua bán giao lưu và trao đổi điện thoại nha mọi người. Địa chỉ là số 6 xẹt 9 đường số 44 phường 14 Gò Vấp nha. Hiện tại thì bên mình chỉ bán online thôi. Anh em có nhu cầu muốn mua bán giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ qua trang fanpage chính của bên mình. Trang fanpage của bên mình là Trịnh Văn Mobile nha. Anh em có thể nhắn tin trên trang fanpage cho nó tiện nha mọi người. Anh em muốn mua hàng thì có thể nhắn tin bên trang fanpage của bên mình. Anh em nào mà không xài Facebook thì có thể nhắn tin qua bên Zalo hoặc gọi điện thoại trực tiếp. Số điện thoại chính của bên mình là 0839 444 400. Số thứ hai là 06 con số 8748 nha. Hai số này mình đều xài Zalo hết nha mọi người. Thì hôm nay thì mình cũng có được một số cạc để tặng cho anh em nha. Anh em là có nhu cầu mua hàng hay gì hay nộp cạc thì anh em nhanh tay nha mọi người. Cầm điện thoại ra đi, tại vì mình sẽ tặng trong tầm giữa giữa video hoặc qua video mình mới tặng cạc nha. Bên mình thì bán sẽ bảo hành cho mọi người là 3 tháng phụ kiện đi kèm là cáp sạc và tai nghe nha mọi người. Đầu tiên mình giới thiệu anh em đây là cây VinMax Star 4 nha. Star 4 thì mình còn được mấy cây. Con này RAM 2 bộ nhớ trong 32GB, máy thì đẹp như mới luôn, phụ kiện gọi là chưa dùng tới nha. Con này bên mình bán với giá là 1 triệu 450 nghìn Star 4 nha mọi người. 1 triệu 450. Máy thì đẹp như mới luôn á. Không trầy xước gì, phụ kiện chưa dùng tới luôn. Star 4 nha, 1450, mình có màu xanh và đen. Xem còn màu gì nữa. Chỉ có 3 cây thôi nha. Tầm 1 triệu mấy anh em mua bằng những con này về chữa cháy rất là sướng nha. 3 cây nha mọi người, chỉ có màu xanh và màu đen thôi. Star 4. RAM 2 bộ nhớ trong 32GB nha, bản 32GB bộ nhớ. Poco X3 Pro. Nói chung máy full box thì mình còn khá là nhiều. Con này trầy nhẹ nha. Bên mình bán với giá là 4 triệu 9 nha mọi người. X3 Pro nha. 4 triệu 9 thôi. Con này trầy nhẹ mặt lưng nha. VinMax. Rồi rồi 3. RAM 3 bộ nhớ trong 32GB nha. Máy thì đẹp như mới luôn nha. Cây Zoi 3 này thì bên mình bán với mức giá là 1 triệu 650 nghìn full box nha. Rồi 3, RAM 3 GB. Aris RAM 6 bộ nhớ trong 64 GB. Con này thì máy như mới không biết trầy nữa. 3 triệu 4 nha. VinMax Aris. Vivo V19 Neo. V19 Neo là 3 triệu 6 nha. Máy cũng đẹp len ken 99% luôn. V19 Neo nha mọi người, 3 triệu 6, máy thì còn rất là đẹp. Oppo Reno 4 Pro. Cái Reno 4 Pro này thì máy đẹp như máy mới, không biết trầy nữa. Màu gì đây? Màu đen nha, máy đẹp như mới luôn nha, Reno 4 Pro. 5 triệu rưỡi nha mọi người. Màu đen nha. Máy đẹp như mới. Hôm nay mình thì có thêm một cái màu nữa, màu trắng. Máy thì cũng đẹp ken luôn. Máy đẹp ken 99 luôn nha. Màu trắng này bên mình cũng bán với giá là 5 triệu rưỡi nha mọi người. Reno 4 Pro nha. Trắng đen mình bán đồng giá là 5 triệu rưỡi nha. Máy đẹp ken 99% luôn. Hai cây. Star 5. RAM 4 mình như trong 64, niên nguyên size 2 triệu mốt nha, máy mới. RAM 3 bộ nhớ trong 64 2 triệu nha, máy new nha mọi người, máy mới được bảo hành chính hãng là 18 tháng và bảo hành một đổi một trong vòng 3 tháng nha. VinMax Aris RAM 6 bộ nhớ trong 64, con này là máy new nguyên size luôn nha. 3 triệu 6 nha mọi người, Aris new nha. Mình có bản RAM 8 nữa. Cũng máy mới luôn, bản RAM 8 GB bộ nhớ trong 128. Con này bên mình bán với giá là 3 triệu 8 nha, Aris nha mọi người. T3 màu xanh nha, máy thì cũng còn đẹp 98-99%. RAM 4 GB, phụ kiện đồ là như mới chưa xài. T3 này bên mình bán với giá là 2150 nha, 2 triệu 150 nghìn. RAM 4 mình như trong là 64 GB. Còn màu gì nữa không? Cũng màu xanh luôn nha mọi người, 2 triệu 150 nghìn nha. T3 nha. Aris Pro, new nguyên size 4 triệu rưỡi nha, máy mới chưa qua sử dụng nha.
Bảo hành chính hãng 18 tháng. Con này thì RAM 8 bộ nhớ trong 128, chip Snap là 730. ROG Phone 5. Chip 888 nha. Con này RAM 8 GB, đầy đủ tiếng Việt, đẹp 99. ROG Phone 5 này bên mình bán với mức giá là 118 nha mọi người, ROG Phone 5. Hiện tại thì bên mình có ship code toàn quốc luôn. Anh em ở tỉnh thì vui lòng cọc cho bên mình trước phí ship, bên mình mới ship hàng nha. Do dịch bệnh nên mình chỉ ship thôi nha mọi người, không bán tại cửa hàng. Chung là thành phố hiện tại đang phong tỏa rồi, nhưng mà bên giao hàng thì vẫn giao được nha. Anh em ở tỉnh thì cũng giao được nha. Nhưng mà đôi khi nó sẽ không giao sớm, giao nhanh như ngày xưa nha. Đôi khi nó trễ 1-2 ngày, anh em thông cảm giúp mình nha mọi người. Con này là con Galaxy S20 Ultra nha. Con này bên mình bán với giá là 113. S20 Ultra, máy đẹp 99% nha. 113 nha. Galaxy A71 màu đen nha, 5,1 triệu, mới 99 nha. Realme 6. Mấy con này thì mình về được một số ít hàng. Realme 6 nha. Con này bên mình bán với giá là 3,4 triệu. Máy thì full box, phụ kiện chưa dùng tới luôn. Ngoại hình thì đẹp như mới luôn nha. Realme 7 Pro nha mọi người, 7 Pro nha. 7 Pro thì bên mình bán với giá là 4,6 triệu. Máy cũng đẹp như mới luôn, Realme 7 Pro nha. Anh em coi video tham khảo nha. Video bên mình thì hôm nay mình cũng có một số cạc để tặng cho anh em nha. Realme 7 Pro 4,6 triệu nha mọi người. Máy thì phụ kiện chưa dùng tới luôn. Vivo V21 5G nha, nêu nguyên size, chưa khui nha mọi người. Cây này bên mình bán với giá là 7,1 triệu, V21 nha. Máy mới 100% luôn. Realme 6 Pro 3,9 triệu nha. Con này cũng đẹp như mới luôn, phụ kiện đầy đủ. Realme 6 Pro nha, 3,9 triệu nha mọi người. Realme 8 new nguyên size luôn, chưa khui nha mọi người. Realme 8 này bên mình bán với giá là 5,5 triệu nha, máy mới 100% nha. Realme 8 máy đã qua sử dụng thì bên mình bán với giá là 5 triệu, Realme 8 nha. Còn mình còn một cây máy trần Realme 8 thì bên mình bán với giá là 4,8 triệu, máy trần nha. Nó không có bóc nha mọi người, còn có bóc thì 5 triệu nha. Oppo A94 new nguyên size nha, chưa khui, 5,8 triệu nha mọi người. Hàng này là hàng chính hãng hết, hầu như là bên mình bán hàng chính hãng hết nha mọi người, sẽ có bảo hành cho mọi người yên tâm luôn. Huawei Nova 5T nha mọi người. Con 5T này thì máy hơi chạy nha, ngoại hình hơi chạy. Con này bên mình bán với giá là 4,2 triệu nha. Huawei Nova 5T 4,2 triệu. Oppo A31 đẹp 99 luôn nha. A31 bên mình bán với giá là 2,650 triệu, RAM 4 GB và RAM là 6 GB thì 2,950 triệu nha. 2,9 triệu chứ, máy đẹp keng 99 luôn, không chạy xước. Realme C17 3,150 triệu, máy đẹp 99. V50S ThinQuy nha mọi người. Con này thì máy đẹp keng 99 luôn, 4,650 triệu nha. V50S ThinQuy. Galaxy A32 4,350 triệu nha. Máy đẹp 99 như mới luôn. Sony Xperia 10 Mark 2 nha. Máy đẹp 99, 4,650 triệu. Rehiro 850 triệu nha mọi người. Con này màn hình AMOLED luôn. iPhone 12 thì bên mình bán với giá là 15,5 triệu, hàng VN, pin 100%. Nokia 2.3 1,250 triệu nha. Anh em mua mấy cái này chữa cháy cực kỳ ok. Cây này là cây Y20S nha, máy hơi trầy nhẹ nha. Con này bên mình bán với giá là 2,6 triệu, Y20S. V20 4,350 triệu nha, đẹp 99 như mới luôn. Y20S máy đẹp 98, 2,850 triệu nha. Vivo Y51 3,6 triệu. Y72 5G 5,150 triệu nha. Vivo Reno 4 nha, 4,150 triệu. Reno 4 cây này thì hơi chạy nha. Cây này bên mình bán với giá là 3,8 triệu thôi.
Reno 3 Pro, máy đẹp 98 nha. Con này bên mình bán với giá là 4 triệu rưỡi. Reno 3 Pro. Oppo A93 nha. Bên mình máy đẹp keng là 4 triệu. Máy chạy nhẹ là bên mình bán với giá là 3 triệu 8 nha mọi người. Note 10 Lite. Cây này máy đẹp 98 nha, 5 triệu 8 nha mọi người. Note 10 Lite nha. Mình có một cây này thì máy cũng đẹp 98 luôn. Con này thì hàng chính hãng còn bảo hành luôn nha, bảo hành tới tháng 11. Cây này bên mình bán với giá là 6 triệu nha, Note 10 Lite, máy còn bảo hành. Tới thời điểm này mà kiếm còn bảo hành là rất là khó rồi nha. F11. F11 bên mình bán với mức giá là 2 triệu 6. Renault Zoom 10X, cây này hơi trầy nhiều, nói chung là bể kính nè. Trước sau luôn. Viền thì trầy khá là nhiều, 4 triệu 3. Honor 10 Lite nha. RAM 6 GB, cây này bên mình bán với mức giá là Honor 10 Lite, bên mình bán với giá là 2 triệu nha. Nokia 5.3 nha mọi người. 1 triệu 9. Realme 5. 2 triệu nha. Realme 6 là 2 triệu, Realme 6i là 2 triệu 6 nha mọi người. Mình cũng báo giá thôi, tại những cây này thì mình cũng báo giá hàng ngày rồi. Reno 5 đẹp keng 5 triệu 3 màu bạc. Mình có một cây này hơi trầy nhẹ nha, 4 triệu 950 nghìn. Reno 5 nha, trầy nhẹ thôi. V50 4 triệu 2. Realme 7i nha. 7i này thì bên mình bán với giá là 3 triệu 6. Mình có cây Xiaomi Mi Note 10 Lite, RAM 8 GB, ngoại hình thì còn rất là đẹp nha, đẹp 98. Cây này bên mình bán với giá là 5 triệu rưỡi. Realme 8 nha. 4 triệu 8, máy đẹp keng luôn. Con này là con VinMax Joy 3 RAM 4 GB nha. Con này thì viền nó vỏ nó hơi xấu nha, chứ mặt kính nó cũng hơi trầy. RAM 4 GB bộ nhớ 64, 1 triệu 350 nghìn thôi. Còn máy đẹp keng thì bên mình bán với giá là 1 triệu 750 nghìn. Máy đẹp keng 99 luôn. Rồi giờ mình có mấy cái cạc mình tặng mọi người nha. Anh em là lập cạc thì cầm điện thoại lên nhanh nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ tặng cho anh em là 6 cái cạc 20 để cho anh em nạp nha. Đầu tiên cái này là cái Viettel 20k nha mọi người. Anh em nạp nhanh nha. Viettel 20k. Viettel 20k tiếp nha. Chuẩn bị tới Mobi 20 nha. Đây, Mobi 20. Anh em nào mà theo dõi video mình thì nộp cạc miễn phí hàng ngày mình sẽ tặng cho mọi người. Anh em cứ theo dõi trên video của bên mình nha. Mobi nữa nha. Hôm nay thì mình sẽ tặng cho anh em là 6 cái. Vina. Vina nha. Rồi. A9 2018 nha. Cây này thì bên mình bán với giá là 3 triệu 150 nghìn. Nói chung là viền nó cũng hơi trầy. Ra năm 2018 rồi. S10. S10 này thì kính trầy nha. Còn bảo hành chính hãng luôn. S10 này bên mình bán chỉ với giá là 5 triệu thôi. Hàng chính hãng nha. A80. A80 này cũng hơi trầy. Bên mình bảo hành con A80 này chỉ có 10 ngày thôi nha. Cây này thì ngoái nguyên zin luôn. Không lỗi lầm nha. Mình thấy nó hơi xấu thì mình bán rẻ cho mọi người thôi. 3 triệu 7 thôi nha. Máy không lỗi lầm. Chưa bung. S10 Lite 5 triệu 8. Con Note 10 Lite này màn hình nó ám nhẹ nha. Con này ám nhẹ bên mình bán với giá là 4 triệu 8 nha mọi người. Note 10 Lite. Note 10 LED nha, hàng Mỹ, máy hơi trầy. Cây này bên mình bán với giá là 8 triệu 7. Mình có cây bản quốc tế bằng F1 SIM 9 triệu thôi nha. A51 3 triệu 8, máy hơi trầy nha, A51. S10 Lite máy đẹp keng. 6 triệu rưỡi. Mình có cây này đẹp 98 trầy nhẹ phía trên này xíu thôi, do dùng ốp nha mọi người. Con này thì bên mình bán với mức giá là 6 triệu 2 nha. A71 máy đẹp 4 triệu 8. Con này hơi trầy nhiều, 4 triệu 6 nha, A71 nha. Oppo A54 đẹp 99, 3 triệu rưỡi. 3 triệu 4 thôi. Cây này là cây Reno 5 nha. Máy trầy nhẹ.
Cái này trẻ nhẹ nha mọi người, trẻ nhẹ nè, 4 triệu 950 ngàn, máy đẹp 98, 5 triệu 3 nha, điện đồ 5. Oppo A94 đẹp 99, 5 triệu nha, A54 trẻ nhẹ nha, 3 triệu. Oppo A91 máy đẹp 98, 3 triệu 4 nha. Mình có cây Reno 5, Reno 3 chứ, Reno 3 máy hơi trẻ nhẹ nha. Cây này bên mình bán với giá là 3 triệu 450 nghìn thôi. Còn là Oppo A92 3 triệu 6 nha, A52 bên mình bán với giá là 3 triệu 4, máy đẹp 98. Note 20 Ultra 14 triệu nha. Winmax Aris Pro 3 triệu 9, còn một cây thôi. Con này là ROG 2 cộng 1350 nha, máy thì còn rất là đẹp. Poco X3 Pro nha, X3 Pro này bên mình bán với giá là 4 triệu 850 nghìn. Xiaomi Redmi Note 9, máy đẹp keng, 2 triệu 850 nghìn nha. Redmi Note 9 thì mình có một cây này hơi trầy nhẹ, 2 triệu 6 nha, trầy nhẹ mặt lưng do sợi ốp nha mọi người, trầy nhẹ thôi, còn cái này là dán nha, cái này nó chưa có chùi thôi. Redmi Note 9 Pro 4750, RAM 6 và nhớ trong 64 GB, máy đẹp keng nha, Note 9 Pro. Mi 10T. Con này là Note 9 Pro 5G nha, bản này có 5G, bên mình bán với mức giá là 4850. Xiaomi Mi 9T này ám nhẹ nha mọi người, ám nhẹ thôi. 3 triệu nha, Xiaomi Mi 9T. Máy nguyên zin nha. Mi 10T Pro 5G. RAM 8 và nhớ trong 128, 7 triệu 650 nghìn, có dán hết rồi nha. Máy thì còn đẹp len keng 99 luôn. Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Note 10 Pro bên mình bán với mức giá là 5 triệu rưỡi, RAM 8 GB và RAM 6 GB 5 triệu 3 nha. Bộ nhớ trong đều là 128 GB hết. Rồi, hôm nay thì mình cũng còn một số máy giới thiệu mọi người thôi nha. Anh em là có nhu cầu muốn mua bán hay giao lưu trao đổi điện thoại thì cứ liên hệ bên mình nha mọi người. Anh em coi video cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ shop của mình nha. Anh em theo dõi trên trang fanpage thì bên mình có up giá cả hàng ngày. Và máy mình về mình sẽ up lên trang fanpage nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi những video của mình. Cho mình like, share, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha mọi người.